Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cùng Học Excel và mình là Kiên. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm một cái bảng chấm công thật là đẹp và chuyên nghiệp và dễ dùng các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và ấn theo dõi, subscribe kênh của mình để đón nhận những cái video hấp dẫn hơn. Vì sao các bạn nhé? Ok, đây là cái bảng ngày hôm nay chúng ta sẽ làm. Cái bảng này thì bảng chấm công này thì có gì đặc biệt? Đây là cái bảng đầu tiên, là cái bảng này chúng ta chỉ việc làm một lần thôi. Ví dụ như là bây giờ tháng 11 năm 2017 mà bạn muốn chấm công vào tháng 12 thì bạn cũng không phải làm lại nữa. Bạn chỉ việc điền số 12 vào đây thôi. Hay là sang năm 2018, 2018 được bạn điền vào đây. Thì đó, chúng ta cái bảng chúng ta tự động thay đổi, các bạn nhìn thấy không? Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là cái bảng này mình cũng đã cố gắng định dạng nó tự động vào cái phần ngày chủ nhật. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách định dạng các cái ngày nghỉ lễ rồi là của chúng ta như thế nào để chúng ta có một cái bảng nó dễ nhìn và dễ theo dõi. Thứ ba nữa là cái bảng này là mình đã để cho nó trong một cái trang in A4 nằm ngang rồi, thì về cơ bản là chúng ta có thể dùng được ngay. Ok, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta lại không tìm hiểu cặn kẽ, chúng ta không được lười đúng không? Chúng ta không 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 phải vì thế mà chúng ta không tìm hiểu cặn kẽ xem là cách làm một cái bảng này nó như thế nào. Thế thì chúng ta sẽ học cách làm một cái bảng như thế, chuyên nghiệp như thế. Thì đây là nội dung của bài ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là mục tiêu của chúng ta là lập một cái bảng chấm công áp dụng cho tất cả các tháng và tất cả các năm. Nó như nào thì mình vừa nói với các bạn rồi đúng không? Kiến thức ở đây thì chúng ta có một số các cái hàm, hàm date, hàm weekday, hàm lookup và hàm count if. Đó, hai cái hàm đầu tiên thì có thể ít bạn dùng thì chúng ta sẽ nói kỹ, còn hai cái hàm này thì chúng ta đã rất là quen rồi thì chúng ta sẽ nói lướt qua thôi. Các bạn đồng ý không? Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái tính năng rất là mạnh, đó tính là chính năng conditional formatting. Chúng ta chỉ dùng một phần của nó thôi nhé. Và các bạn sẽ thấy nó hay như nào. Thứ ba là chúng ta sẽ tối ưu lại cái bảng của chúng ta một chút, nếu mà bạn nào muốn chấm công vào giữa tháng. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn là chấm vào cuối tháng và chấm vào giữa tháng nhé, tùy các bạn. Thì ở đây là câu hỏi nhiều bạn hỏi mình thì mình cho vào thêm để chúng ta dễ theo dõi thôi. Đó, đây là cái bảng của chúng ta này, chúng ta bắt đầu làm luôn các bạn nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Ok, đây là một cái bảng. Thì cái bảng nó có tên công ty này, rồi là nhân danh sách nhân viên, rồi chức vụ thì các bạn phải tự điền nhá. Công ty mình thì chỉ mình biết thôi, ở đây thì mình cũng không thể nào biết được. Mình cứ điền tạm vào đây như này. Đó, cái việc thứ hai là chúng ta phải điền cái tháng mà chúng ta chấm công vào đây đúng không? Mình chấm tháng nào thì mình phải in vào đây là tháng mấy. Ví dụ ở đây bây giờ mình chấm tháng 12 đúng không? Đó, và năm năm 2017 thì không phải điền thay đổi gì. Bạn nào muốn điền 2018 thì điền, còn không thì nó sẽ là 2017. Ok. Đầu tiên các bạn lưu ý đây là hai cái dòng của chúng ta này. Hai cái dòng này, một dòng là ngày này và một dòng là thứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải điền cả hai cái này. Đó, đầu tiên là dòng là ngày thì các bạn dùng hàm date. Đó, khi bạn chúng ta gõ vào thì Excel tự động gợi ý chúng ta này, cái cú pháp của nó là năm, year năm, thì chúng ta điền vào làm chọn cái ô là năm, là năm 2017. Ok, month thì chúng ta điền vào là tháng 12, chúng ta chọn cái ô tháng 12 thôi, và day đây chúng ta chọn là ngày mùng 1 đầu tháng đúng không? Ok, các bạn thấy một cái chuyện ở đây là nó đã bị dài quá đúng không? Thì đấy chính là do chúng ta định dạng dữ liệu của chúng ta thôi. Thì chúng ta cứ kéo đi. À được, chưa, chúng ta định dạng lại đã. Format này, đó. Chúng ta đang định dạng bây giờ là customer này. Đấy, chúng ta chỉ để là chase, để chữ D thôi. Nó sẽ hiển thị là một đúng không? Thế thì ngày thứ hai thì chúng ta sẽ làm nào, chúng ta ngày ngày thứ hai là ngày mùng 2 đúng không, chúng ta cộng một là xong đó, chúng ta kéo thôi, ngày này cộng với một là ngày mùng 3 đúng không, chúng ta cứ thế kéo thôi đó. Và chúng ta định dạng lại chút như như ban nãy thôi, chuột phải này, format cell này, customer này, đấy, và chúng ta để là change chữ D đó. Thì ở đây là mình để cho các bạn là 31 dòng nhá, 31 cột nhá. Thì nếu ngày nào 29 ngày, 28 ngày giống như là trong tháng 2 ấy, thì kệ thì kệ thôi. Chúng ta cứ để trống 2 ngày cuối tháng chúng ta không chấm là xong.
Bạn nào kỹ tính thì bạn xóa cái cột đi đi, vấn đề gì phải không các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta làm gì? Chúng ta điền là, chỗ này hơi phức tạp chút nhờ các bạn chú ý này. Chúng ta điền là thứ đúng không? Đó, nhưng có thứ thì chúng ta là dùng hàm which day. Đấy, thứ đúng không? Nó bảo chúng ta điền serial number này. Serial number nó chính chọn luôn cái ô này, chọn luôn luôn cái ô, bởi vì cái ô này là ô đủ ngày tháng mà. Bạn lưu ý trong Excel nhé, ngày tháng là một số đầy đủ, một số đầy đủ nhé. Còn nó hiện là thứ ngày tháng hoặc là tháng ngày hoặc thứ thì tùy mình định dạng, nhưng mà bản chất gốc của nó là một cái số. Thì ở đây nó bảo mình là điền là serial number thì mình cứ chọn cái ô đấy thôi. Còn phần return type này là không bắt buộc nhé, thì chúng ta có thể điền hay không. Đây. Rồi, mình cứ kéo thôi nhé. Sau đấy thì mình sẽ giải thích tại sao lại là số 6. Đây. Các bạn thấy không? Nó sẽ hiển thị cho mình là từ số 1 đến số 7. Và trong Excel nó định nghĩa số 1 là ngày chủ nhật. Đây. Số 1 là ngày chủ nhật, số 2 là ngày thứ hai, và thứ 7, số 7 là ngày thứ bảy nhé. Ở đây thì mình chúng ta thêm một cái bảng ghi chú bằng phụ ở đây. Đấy, để chúng ta đối chiếu cho dễ theo dõi. Chúng ta in thì chúng ta in ngược từ dưới này lên, còn cái bảng phụ này thì thôi kệ, chỉ mình chúng ta quản lý chúng ta biết thôi. Thế thì làm nào để chuyển nó thành ký hiệu như này, đúng không? Nếu mà chúng ta dùng Excel tiếng Việt thì nó tự hiện đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta dùng Excel tiếng Anh thì chúng ta phải làm thêm một cái động tác này nữa. Chúng ta lồng thêm một cái hàm VLOOKUP ở đây, VLOOKUP. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta giữ nguyên cái hàm này nhá, chúng ta giữ nguyên cái phần ở bên trong này. Đấy, đấy, được không? Bạn giữ nguyên và chúng ta chọn chọn này. Đấy, sau đấy chúng ta cố định nó lại, cố định cái ô này lại. Cố định lại này. Chúng ta chọn cột thứ hai, đúng không? Cho đối chiếu cột thứ hai và chọn 0, tìm kiếm chính xác. Đấy. Thế các bạn thấy không? Chúng nó tự tìm cho chúng ta là thứ 6 ở đối chiếu với ô dưới này. Số 6 từ về đây. Sau đấy thì chúng ta phải làm là kéo ra. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ là chúng ta đã xong rồi, chúng ta đã điền xong cái ngày của chúng ta rồi. Đấy, chúng ta điền xong ngày và thứ. Thế bây giờ làm một việc nữa, làm sao để chúng ta hiển thị cái xanh xanh này. Cái xanh xanh này nó không phải cố định đâu các bạn nha. Ví dụ ở đây là cái xanh xanh này, cái chủ nhật nó là cột thứ 2, là sang 2019 thì nó lại nhảy vào cột thứ nhất. Đó, làm nào để làm như này một cách tự động, đúng không? Khi mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái tính năng là conditional formatting. Thì đầu tiên để định dạng thì chúng ta chọn cái vùng mà chúng ta muốn định dạng này, chọn hết cái vùng chúng ta muốn định dạng, được chưa? Đấy, tức là định dạng là chúng ta muốn bôi xanh cái ngày chủ nhật. Đó. Hoặc là ngày nghỉ lễ mà chúng ta muốn. Đây, chúng ta vào home này, chúng ta chọn conditional formatting. Sau đấy chúng ta chọn new rule. Đấy, chúng ta chọn cái cuối cùng này nhé. Use a formula to determine which cell to format. Đó, tức là định dạng theo một công thức nào đấy. Nó có nhiều kiểu định dạng, chúng ta định dạng theo kiểu công thức nhé. Thì chúng ta chọn ở đây là format values where the formula is true này, tức là định dạng những cái ô mà cái công thức điền vào đây là đúng này. Đấy, công thức điền đây là đây, chúng ta điền là nó là bằng là chủ nhật. Đấy, các bạn nhớ dấu sao nhá, và chúng ta xóa cái chữ chữ D đi. Tức là nó sẽ định dạng cố định là ở dòng số 8 nhé. Đấy. Và chúng ta chọn format này, format. Đấy, chúng ta muốn bôi màu gì thì chúng ta điền đây. Đấy, ok. Tức là ở đây chúng ta làm một cái động tác là đặt một cái lệnh là khi mà những cái dòng nào ở đây là hiện là CN thì chúng ta bôi màu xanh. Đó, chúng ta ấn ok. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay. Và chúng ta đã xong cái việc định dạng đấy rồi, chúng ta có thể thay đổi ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái dòng màu xanh nó thay đổi. Đó. Đấy, rất là hay đúng không? Rồi, bây giờ đến cái phần quan trọng nhất của cái bảng chấm công này, chúng ta lại kéo xuống dưới. Chúng ta quy định này, đi làm là ấn chữ X, đi làm nửa ngày là chữ X trên 2 và nghỉ là chúng ta để chống, đúng không? Các bạn đừng có quy định lung tung nhá. Ví dụ các bạn quy định ở đây là số 1, nghỉ là số 2 thì không đúng đâu nhá. Các bạn nên quy định đúng theo chuẩn của cái bảng chấm công là đi làm cả ngày là x và đi làm nửa ngày là x trên 2, chứ đừng có tự nghĩ ra. Nó nghĩ ra cũng được thôi nhưng mà chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy. Ví dụ ở đây là anh giám đốc này, anh nghe đi làm đều đó thứ bảy chủ nhật này, thứ hai thì anh nghe
đi làm có nửa ngày thôi. Đấy, x này, x này, x này, x này. Đấy, giả dụ là như thế nhá. Đấy, tuần nào anh cũng cũng như thế. Ví dụ là như thế. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cộng lương của anh như thế nào? Đấy, giả dụ là ngày thứ bảy thì anh ấy nghỉ đi, chúng ta để số 0. Không điền gì nhá. Thì bây giờ chúng ta phải làm này. Bây giờ mình đã viết hàm trước rồi mình giải thích cho các bạn sau nhá. Chúng ta sẽ sử dụng hàm count if, đúng không? Chúng ta sẽ đếm này. Bây giờ nhìn này, chúng ta nhìn nếu nó bảo chúng ta chọn range đúng không? Chọn vùng, đây, chúng ta chọn vùng này. Đấy. Sau đó thì chúng ta chọn là x. Ý tưởng là x. Và giả sử chúng ta enter luôn thì nó đếm cho chúng ta 21 ngày là 21 ngày xuất hiện chữ x nhé. Tuy nhiên thì có những ngày x trên 2 nữa thì chúng ta phải cộng những ngày x trên 2 vào count y. Đấy, lại chọn vùng này. Bạn thấy không? Và chúng ta chọn là x trên 2. Sau đó chúng ta phải chia cho 2. Đúng không? Bởi vì là đi chính nửa ngày cho bạn. Đấy, chúng ta enter. Đấy, tức là ngày anh này 34 ngày thì đi làm 23 ngày. Đấy các bạn thấy không? Rất đơn giản, và những cái ngày khác thì chúng ta cứ thế chúng ta kéo xuống thôi. Đúng không? Thì các bạn lưu ý thêm cái phần tính sum này cho nó chuẩn nhé. Bởi vì đây là tổng ngày công của công ty nên chúng ta cực kỳ lưu ý cái phần đấy. Ok, thế thôi. Chúng ta đã đi được hết hai nội dung rồi. Là lập bảng này, rồi là dùng tính năng conditional formatting để format cái dữ liệu của chúng ta. Và chúng ta đến với nội dung cuối cùng là làm nào để tính công vào giữa tháng. Cực kỳ đơn giản các bạn. Đây, nếu tính công giữa tháng thì chúng ta để cái ngày này là ngày 15. Ngày 15. Còn nếu các bạn chấm vào ngày 14 hoặc ngày 16 thì chúng ta tùy chúng ta công ty thì các bạn điền như nào thì các bạn điền nhá. Đấy, ngày 15. Thì đây nó sẽ chạy từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng sau, tức là tròn một tháng. Đấy, tương tự thôi, cách cái dòng này nó cũng tự động nhảy chúng ta, rất là tiện. Rồi, thì một lưu ý cuối cùng, các bạn nên là nhân cái sheet này ra là 12 tháng. Ví dụ ở đây chúng ta nhân này, các bạn giữ control và chúng ta kéo chuột sang phải. Chúng ta để là T2, nhấn là T3. Thì đến tháng nào chúng ta chấm vào tháng đấy nhá. Đến tháng nào chúng ta điền vào tháng đấy. Đấy, để cho chúng ta chấm cho nó dễ, bởi vì chúng ta phải lưu trữ chữ lại nữa mà, chứ không phải là chấm xong là xong luôn. Ok, vậy là trên đây mình đã hướng dẫn các bạn đi hết những cái nội dung này, và chúng ta có một cái bảng chấm công tương đối là chuyên nghiệp, tiện dùng như thế này. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ trên mạng xã hội, comment vào phần dưới này xem bạn thắc mắc điều gì, và ấn theo dõi, subscribe kênh của mình các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.